này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của địa giới như thật rõ biết tướng chân như của thủy hỏa phong không thức giới thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của vô minh như thật rõ biết tướng chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa, như thật rõ biết tướng chân như của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của pháp không nội như thật rõ biết tướng chân như của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của chân như như thật rõ biết tướng chân như của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của thánh đế khổ như thật rõ biết tướng chân như của thánh đế tập diệt đạo thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của bốn tịnh lự như thật rõ biết tướng chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của tám giải thoát như thật rõ biết tướng chân như của tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được, quảng diễn